Con có ước mơ gì không? Ước mơ nếu mà có một người lo được cho anh em con thì con sẽ lấy người đó làm chồng, lo cho nó suốt đời. Hèn ơi, là con ước mơ là con chấp nhận là đánh đổi cái bản thân của mình để... Một cô gái trẻ đi bán rau trên đường có một cái ước mơ, nếu ai lo được cho gia đình sẽ lấy người đó làm chồng. Tuổi tác không thành vấn đề, lớn tuổi cũng được. Cô gái bán rau tiết lộ nói. Tuổi rồi sao? Được không? Ví dụ như người ta lớn hơn con 10 tuổi được không? Cũng được mà lo cho anh em con là được rồi. Rồi người ta không được đẹp trai rồi sao? Không đẹp trai cũng được. Chàng ơi chàng, không đẹp trai cũng được luôn. Mà lớn tuổi cũng được luôn. Miễn là lo cho ba anh em con là được rồi. Chàng ơi chàng, nhưng mà con muốn lo cho anh con với em con như thế nào đâu, con kể cho quý vị khán giả được biết coi. Dạ, lo cho Như anh lo cho em. anh con làm gì nè? À, lo cho anh con. Con thì Con đi bán rau như vậy đó. Rồi rau này là từ đâu mà con có để con bán mỗi ngày vậy? rau này là tháng. Con đi hái ngoài rừng đó hả? Dạ. Chàng ơi chàng, rồi con có anh chị em gì không? Dạ có. Là con có mấy anh em đâu, con kể cho chú nghe coi. Dạ con có 3 niềm. Con có ba anh em. Là con là chị hay sao? Dạ con là chị. Rồi còn một người anh. Dạ với một người em. Rồi ba anh em nương tựa lẫn nhau sống như vậy đó. Rồi cha và mẹ của con đâu? Dạ cha con thì mất cũng lâu rồi, còn mẹ con thì bỏ với con đi lấy chồng khác rồi. Chàng ơi chàng, rồi con đi bán rau như vậy, rồi anh con làm công việc gì? Dạ anh con thì cắt cỏ cho một anh. Anh con thì đi cắt cỏ ha. Dạ. Rồi con gái cho chú hỏi thăm là cuộc sống của con như vậy đó, rồi có đủ sống không hay là gặp khó khăn gì không? Khó khăn nha. Là thường ngày á, là con bán rau như vậy đó, rồi nhầm bữa mà bán không được đó, rồi không có tiền đó, thì làm sao mà có tiền để mà mua đồ ăn đó, rồi lúc đó làm sao con? Dạ, lấy dao về lục ăn. Con phải lấy rau về đặng ba anh em ăn hả? Chàng ơi chàng. Rồi người thân của con đâu hết đi, không lo cho ba anh em. Người thân Dạ, của con á, con có người người thân thân thì không? ông ngoại cũng già rồi, không có lo nữa. Ừ. Còn ai nữa không con? Ông nội bà nội đâu? Ông nội bà nội thì ông bà nội thì cũng lấy chồng khác. Vậy là ba anh em con tự nương tựa lẫn nhau mà sống. Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi con gái cho chú hỏi thăm nè, những lúc mà khó khăn nhất á, rồi khi mà con phải nhìn cái cảnh á, là em con cũng như là anh con á, là cùng với con á, là phải ăn rau luộc để mà cho qua ngày á con. Rồi lúc đó con cảm thấy như thế nào trong lòng con? Cũng khổ nghe. Nhưng mà trong cái lúc khó khăn như vậy, con có ước mơ gì không? Ước mơ nếu mà có một người lo được cho anh em con thì con sẽ lấy người đó làm chồng, lo cho nó suốt đời. Chàng ơi, là con ước mơ là con chấp nhận là đánh đổi cái bản thân của mình Đúng để rồi. tốt hơn hả con? Dạ. Chàng ơi, như vậy là vì sao mà con lại giống như là chấp nhận mà đánh đổi giống như là thân mình á, để mà lo lo cho anh với em con nhiều đến nỗi như vậy con? À, tại gia đình khổ lại mẹ thì cũng đi lấy chồng khác rồi, không ai lo cho mấy anh em con. Nhưng mà con từ đâu mà con có cái suy nghĩ á, là sẽ giống như là làm vợ bất cứ một người nào mà giúp đỡ cho ba anh em con á, từ đâu mà con có được cái suy nghĩ như vậy con gái? Tại mấy anh em khổ quá nên con mới suy nghĩ vậy. Chàng ơi chàng, thưa quý vị khán giả, một cô bé rất là xinh đẹp luôn quý vị khán giả ơi, nhưng mà thương anh cũng như là em mình rất là nhiều luôn á quý vị khán giả. Chấp nhận á, là sẽ đánh đổi cũng như là dùng bản thân, chính bản thân của mình đó quý vị khán giả, để có được một cuộc sống cho người anh và người em của mình nó tốt hơn quý vị khán giả. Chàng ơi chàng, thật sự mà nói á, khi mà mấy chú nghe được lời tâm sự của con á, thật sự mấy chú rất là khâm phục con luôn. Anh con đi cắt cỏ mướn như vậy đó, rồi một ngày kiếm được bao nhiêu tiền con gái? Dạ, ngày cũng
được 6-7 nhiệt. Rồi có cắt hoài không hay là lâu lâu mới cắt lần con? Dạ lâu lâu mới cắt. Còn con bán như vậy đó là bán mỗi một ngày như vậy đó, có bữa nào mà con bán không có tiền không? Dạ cũng có. Vậy, nhiều nhất là con kiếm được bao nhiêu tiền một ngày? Dạ 50 ngàn một ngày. Dạ. Rồi làm sao đủ mua thịt mua cá mà cho ba anh em ăn qua ngày con? Dạ nếu không đủ thì mình ăn rau luộc chứ khô khô đỡ rồi thì mai mua thịt. Em con còn đi học không? Dạ còn. Chàng ơi là con đi bán rau như vậy để nuôi em trai đi học luôn hả? Dạ. Chàng ơi giỏi chứ gì chàng. Hồi nãy chú có nghe con nói là con ước mơ á là có một người cũng như là một người nào đó đó là đến giúp đỡ cho ba anh em con á, thì con sẽ giống như là chấp nhận là làm vợ cho vợ người đó đó. Nhưng mà con có thí dụ như người ta lớn tuổi thì sao, được không? Ví dụ như người ta lớn hơn con 10 tuổi được không? Cũng được nhưng mà lo cho anh em con là được rồi. Rồi người ta không được đẹp trai rồi sao? Không đẹp trai cũng được. Chàng ơi chàng, không đẹp trai cũng được luôn. Dạ. Mà lớn tuổi cũng được luôn. Miễn là lo cho ba anh em con là được rồi. Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà con muốn lo cho anh con với em con như thế nào đâu, con kể cho quý vị khán giả được biết coi. Dạ, lo cho anh. Lo cho anh con làm gì nè? Lo cho anh con. Bò. Lo cho anh con có tiền để nuôi bò ha. Dạ. Còn em con thì cho có tiền cho em con đi học. Chàng ơi chàng, nhưng mà con rồi còn riêng bản thân con sao con không lo mà con sao lo cho sao anh con không lo con? Nói về cho bản thân con cần lo con cái gì không? Dạ con thấy gì cũng được rồi. Chàng ơi chàng. Rồi một bé gái thật sự mà nói với Duyên Gia rất là thương cho cháu nó luôn. Vì sao mà mẹ con á bỏ đi như vậy, không lẽ không có gửi tiền về cho ba anh em sống qua ngày sao? Dạ không. Tại vì cha con mất á, mẹ con cũng có đi làm xong mà lên chảnh mà có chồng khác rồi nên không có gửi tiền về đây nữa. Có nghĩa là mẹ con cũng có chồng mới luôn rồi. Dạ. Rồi không có còn gửi tiền gì, không có lo lắng gì cho ba anh em hết. Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà những lời nói của con có thật không nha? Dạ thật. Để không thôi mẹ con nghe được đó nha. Tại dạ, vì hả? Cái này là chú sẽ đăng lên trên cộng đồng á, là có thể là mẹ con đủ duyên á, xem được á. Dạ. Con nói nếu mà mẹ con có gửi tiền về là mẹ con buồn đó nha. Dạ. Có gửi không? Chàng ơi chàng. Con á, hiện tại á, là ngôi nhà của con á, là ở gần đây không? Dạ cũng gần. Cũng gần đây ha. Dạ. Nếu mà nhà của con như vậy đó là bằng lá hay là bằng tường hay là như thế nào? Dạ bằng tôn. Bằng tôn ha. Dạ. Nhà đó cũng là mấy mạnh thường quân cho con. Nhà của con cũng được mạnh thường quân cho ha. Dạ. Nhưng cũng mừng rồi. Thật sự mà nói á, khi mà con bán con đi bẻ rau mỗi ngày như vậy là có dễ dàng không không? Có cái điều gì khó khăn không? Khi mà chú nghĩ rằng trong rừng trong bụi đồ chắc cũng sợ không? Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà con cũng dám con đi bẻ đại luôn. Dạ. Chàng ơi, khi mà con gái ước mơ như vậy đó, rồi từ đâu mà con ấp ủ cái ước mơ lạ vậy? Tại vì mấy anh em con khổ quá nên mấy ước mơ. Cuộc sống nó khó khăn quá ha. Dạ. Nhưng mà sao chú nhìn con đẹp gái cũng giống như là người đủ điều kiện vậy? Dạ không có đâu, tại con đâu có. Chú nhìn con mới đầu mấy chú đi ngang mấy chú tưởng đâu là con là tiểu thư hay công chúa gì ra ngồi bán rau không chứ. Chàng ơi, như vậy là do là hàng ngày là con trang điểm như vậy đó ha. Nhưng mà thật ra là con có cuộc sống là cũng giống như là khó khăn ha. Chứ không phải là công chúa hay tiểu thư ha. Chàng ơi chàng, rồi con tên gì? Nãy giờ chú trò chuyện chú quên hỏi tên con nữa. Dạ con tên Ngân. Con tên Ngân ha. Bây giờ là con có thể nhắc lại một lần nữa
cho mấy chú với quý vị khán giả nè biết được cái ước mơ mà con vừa nêu không? Dạ. Rồi con cứ nói cho mấy chú với quý vị khán giả được nghe coi. Nếu mà người đó lo được cho anh em con á thì con sẽ lấy người đó làm chồng, lo cho người đó suốt đời. Lớn tuổi rồi sao? Dạ lớn tuổi cũng được nhưng mà lo cho anh em con rồi. Rồi không được đẹp trai rồi sao? Chàng. Nhưng mà con có hứa lời hứa gì không cho người ta yên tâm không? Con hứa là ví dụ như chung thủy này kia, chung tình cảm thủy, hoặc là sẽ chăm sóc chu đáo rồi đó. Sẽ chăm sóc ha. Điều đó là chắc chắn ha. Chàng ơi chàng, thưa diễn giả, đó là một mơ ước rất là đơn giản của một bé gái vì thương cho người anh trai. Cũng như là người em của mình thì ba anh em là không có cha cũng như là không còn mẹ luôn á quý vị. Ba anh em nương tựa lẫn nhau mà sống cho qua ngày tháng. Dạ rồi, thì nếu quý vị khán giả nào có cần liên lạc cũng như là trò chuyện trực tiếp với bé gái á thì cứ liên hệ với con. Tìm một chàng hoàng tử á, thứ nhất là đi làm về tiền đưa cho ai theo con á, người đó làm tiền đưa cho ai? Con mới chịu à? Rồi người ta giữ con chịu không? Lý do làm sao? Kể chú nghe coi. Dạ, nếu mà đi cho người ta thì tại như người ta thì tiếc nha. Để nói là ai lo được cho gia đình đúng không gái? Dạ. Rồi con sẽ làm sao? Con sẽ lấy gao đền hay sao? Con sẽ lấy gao đền chồng. Dạ cho chú hỏi nè, theo mà con bán được lan gì nè, rồi thí dụ á, cho chú hỏi nha, rồi thí dụ con có một chàng hoàng tử đó, rồi muốn cần một cái món ăn mà nấu canh, rồi con nấu cái món gì, để cho chú nghe coi. Rồi gao lan con nấu cái món gì cho chàng hoàng tử của con? Luộc. Luộc rồi kèm theo món chấm là món gì? Chao. Chao hả? Dạ. Rồi, ở đây còn một món nữa nè. Còn thí dụ bắp gỏi là con dùng món cái nào? Rau muống. Rau muống này mình thường mình ăn kèm theo cái gì? Bình thường con ăn thịt nè. Thịt kho thì chấm. Chấm gì? Chấm thịt kho rồi cũng được. Theo mà nếu mà con biết đó là con tìm một cái chàng hoàng tử á thì cho chú hỏi nè. Rồi một người đó cần giàu không? Không. Sao rồi sao tại chứ? Người cũng bình thường thôi. Mà lo cho anh em con người đó. Lo được luôn à? Dạ. Rồi thí dụ bây giờ cái nội trợ trong nhà đó, con biết làm gì con kể cho chú nghe coi. Rồi vừa có biết giữ tiền không? Rồi con thí dụ á, con tìm một chàng hoàng tử á. Thứ nhất là đi làm về tiền đưa cho ai theo con á, người đó làm tiền đưa cho ai? Con mới chịu à? Rồi người ta giữ con chịu không? Lý do làm sao? Kể chú nghe coi. Dạ, nếu mà đi cho người ta thì tại như người ta thì tiếc nha, thì uổng. Ê mà cũng biết bộ. Mà sao mà con đi bán rau gì nè, con cần nói chung một thiếu nữ chỉ nhỏ tuổi thôi cả nhà, bán rau đồng. Rau này là kêu rau gì ta? Rau gừng hả gái? Rau gừng đột lan nè quý vị. Bán hồi sáng giờ là được nhiêu nè, con cầm ly để không chú thọ vô người ta nói chú lấy tiền được nhiêu đấy hả? Nè quý vị. Rồi con để lại cho chú coi. Rồi cho chú hỏi mà. Rồi thí dụ á, rồi con nói là có một người lo cho con sẽ lấy người đó làm chồng đúng không? Dạ. Rồi người ta không muốn, người ta muốn dẫn con về nhà thì là con nghĩ gì sao? Dạ. Chịu không? Làm dâu á. Không, sao lại chú nghe coi sao không? Mà làm nhà ta mà lỡ làm không được thì ta sẽ
là mình ha. Còn ở nhà sao, cái quyền lợi ở nhà mình là sao? Ở nhà mình làm như mình thôi. Mình làm được cũng may lắm là mình tại nhà mình đúng không? Dạ. Hay chè. Mà con bán rau á, cho chú hỏi nè, con bán rau gì nè? Rồi sáng là mấy giờ con đi đi bẻ rau? Năm mấy sáng mình đó hả? Con đi bán rau bẻ rau gì đó là mình đi mình lên con hay là có với ai đi nữa không? Mình thôi hả? Rau cũng quen ha. Lần đầu cho chú hỏi con bán rau con ngại không? Không, thấy bình thường. Bình thường hả? Lần đầu tiên mà thấy người qua người tay qua người ta lại nó không nhìn rau, người ta nhìn con không kìa. Thế chú hỏi không nhìn rau nhìn con á, con có hỏi người đó mua rau không? Dạ. Một cô gái cả nhà, nói chung là bán rau trên cái đoạn đường này thôi, nhờ bán rau để kiếm sống qua ngày. Cô gái nói á, thì ở đây là những lời của một cái thiếu nữ này nói là ai lo được cho gia đình, đúng không con gái? Dạ. Rồi con sẽ làm sao? Con sẽ lấy rau đền hay sao? Con sẽ lấy rau đền chồng suốt đời luôn. Tại sao mà cho chú hỏi nè, cái hoàn cảnh á, hay là anh em của con á là khó khăn dữ lắm hay sao? Tại sao mình không tính cái phương án là mấy đem mình đi làm để có một cái đồng tiền á để trang trải cho nó dễ hơn không? Tại vì hiện tại bây giờ theo chú được biết á, không ai cho không ai bao giờ đâu con gái. Con có suy nghĩ cái điều là không có ai cho không ai bao giờ chưa? Hả? Người ta cho mình cái gì rồi người ta muốn nhận lại những cái điều của họ. Con thì con nói như vậy thôi, nhưng mà thời buổi bây giờ đó là nó người thật thì ít, người giả thì cũng rất là nhiều. Nói chung con nói cái gì con suy nghĩ cho kỹ. Mà hồi sớm bây giờ con nói là tự trong đó, trong lòng con suy nghĩ ra hay sao? Suy nghĩ sao con kể cho chú nghe coi, con suy nghĩ sao mà con nói tự trong lòng con suy nghĩ á, ý chú hỏi là con nói mà ai lo được cho anh em này kia, cái ý kiến đó là của con hay là sao? Con. Rồi giờ là mình nói nè, cho chú hỏi nè, con á tìm một chàng hoàng tử chiều cao bao nhiêu? Cao hơn con hay là thấp? Cao hơn nha. Dạ. Cao không? Lo được cho mấy em con. Rồi nhắc đó rồi con làm sao? Con đền gì cho anh ta? Con cho gì cho anh ta? Nào lo cho con rồi con lấy cái gì con trả ơn? Con gái, là con, những lời con nói là chính xác ha. Dạ. Thì cả nhà, thì cô bé đây nè, bán rau trên đoạn đường này. Thì những lời nói ra, thì hồi sớm bây giờ, thì chú khuyên con là từ từ mình hãy suy nghĩ những cái điều đó ha. Dạ. Tại vì bây giờ đó là có nhiều những cái thành phần không có tốt lắm. Thì hỏi nha, thì con đi bán rau ở đây nè, qua lại đồ á. Con buồn, có khi nào con suy nghĩ con tại sao mà con khổ hoàn cảnh con gì không? Tại vì cha thì mất, còn mẹ thì đi lấy chồng khác rồi. Rồi là con buồn gì hả? Con suy nghĩ nhiều khi con có nhớ tới mẹ cũng cha con không? Có, nhưng mà cha mất rồi đâu thấy. Con có đi học không? Không. Đó giờ con có đi học không? Có, mà giờ nghỉ. Con nghĩ rồi con phụ với mấy anh em con là đi bán rau đúng không? Dạ. Về mẹ ơi, mẹ cả nhà. Cho chú hỏi nha. Rau không quen mà sao mà nói ai nói được gia đình sẽ
cái gì để đền đáp làm sao. Quay là đưa lên mạng đó nha. Bây giờ nếu mà con nói chính xác gì, con nói chuyện cái camera đi. Ước mơ con là gì? Con nói lại một lần nữa cho cô chú được biết, để mất công cô chú nói là ví dụ mấy anh em để kêu con nói này kia, những lời hồi nãy bây giờ con nói là thật lòng đúng không? Dạ. Ừ, thật lòng thì con chia sẻ với các anh chính nha. À, là nếu mà ai là người cha nên con thì con sẽ lấy người đó là chồng. Thì cả nhà ơi, thì mấy anh em nè, anh Túc nè, Vương Ngô thì cũng đi trên cái đoạn đường thôi, thì thấy một cô bé gái ngồi bán rau, thì nói về cái hoàn cảnh cha mất mẹ đi lấy chồng khác. Thì nói chung từ hồi đó giờ là con thiếu cái tình thương của cha mẹ đúng không các? Con sống với bà ngoại rồi, có khi nào mà ba mẹ con về thăm con không? Đi là bao lâu rồi con? Đi cũng đó. Bây giờ theo nè, con nói á, nếu mà mình á cần tìm một chàng hoàng tử á là mình phải là một người phụ nữ đảm đang. Con có đảm đang không? Ví dụ bây giờ nè, rau muống này là con làm được mấy món, con kể cho chú nghe coi. Rau muống thì luộc nè, xào tỏi. Hai món. Ba món. Có canh gì á? Bốn món. Ăn sống năm món. Đúng không? Rồi còn đọt lan này, con gái làm được mấy món? À luộc này ăn sống cũng được. Một món ăn sống, hai món, rồi món gì nữa? Luộc ăn sống hai món. Nó chỉ có hai món đó thôi. Ê, cho chú hỏi nha. Điều đầu tiên, con muốn tìm một chàng hoàng tử, một cái người hoàng, nói chung là chàng hoàng tử của con đó, mà đi làm người về nhà là con làm gì cho họ, con làm gì cho anh ta? Thứ nhất là đi làm mệt vậy con làm sao? Lấy nước chú nói mẹ uống đi hay sao? Sao làm gì? Đó là anh uống nước đi. Uống đi ha. Rồi còn gì nữa không? Trời ơi, mình phải là một cái thiếu nữ là phải như vậy chứ. Làm cơm rồi thứ nhất là phải hỏi thăm này kia rồi ha. Thường thường á là con ở nhà đó con làm được mấy món ăn, ví dụ kể cho chú nghe coi. Đầu tiên là món gì thường thường con nấu á? Cá kho. Cạch chua con biết đó không? Cò queo, cá lóc, cò tô gì đó, biết mấy món đó không? Kho được đó ha, chỉ là nó chở được rồi. Thì chú Ngô cũng quay một cái đoạn video này lên để chia sẻ cho con. Thì nói chung là hoàn cảnh thì con nói là ước mơ của con là nếu mà ai lo được cho anh em con á thì con thấy người làm chồng lo cho người đó suốt đời. Rồi coi thí dụ người lớn tuổi được không? Lớn tuổi lo cho anh em con là được rồi. Thí dụ rồi có chàng đẹp trai không? Không, lớn tuổi cũng chịu luôn. Chàng thôi bây giờ gái ngồi xuống cho mấy chú hỏi thăm chút xíu ha. Rồi ngồi xuống đi gái. Dạ cũng nặng, bệnh cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi. À có nghĩa là cha con bệnh kéo dài lâu nha. Dạ. Ừ. Bệnh phổi rồi nữa. Khi mà cha con mất á, cha con có dặn dò ba anh em điều gì không nha? Dạ. Trước cái lúc mà cha con mất á. À chứ muốn cha con về đi chơi một lần cuối á là cha con nói là à, đừng có đi với mẹ, ở đây ở với bà ngoại đi. Cha con dặn như vậy đó. Dạ. Rồi sau đó thì cha con có dặn thêm điều gì nữa không? Không. Tại lúc đó là
Dạ cũng đi nhiều quái rồi. Là sao chú không hiểu, có nghĩa là kế bên nhà ngoại con là ngôi nhà của ba anh em con. Rồi cha con về nội là sao? Vì sao cha con phải về nội mà không sống cùng với ba anh em con? Tại vì ở đây xa bệnh viện quá, muốn là cha về ngoại mà nội á, ở gần bệnh viện. À. Rồi trong cái lúc cha con ra bệnh viện như vậy đó, rồi mẹ con thì ở đâu? Mẹ con thì có chồng khác rồi. Chàng ơi chàng. Nhưng mà trong lúc chồng mình đang gặp đau như vậy đó, là cái lúc đó là chồng, người chồng đang cần người vợ nhất, mà mẹ con đành lòng bỏ đi luôn hả? Dạ. Sao ba anh em con không giống như là khuyên giống như là khuyên mẹ về gắng lo cho cha những ngày cuối, rồi muốn đi đâu thì đi con? Con có khuyên cũng vậy luôn hả? Dạ. Không hề nghe luôn. Cái ngày cha con ra đi á là ba anh em có mặt không? Dạ có. Cha đi về tới nhà đó. Rồi lúc ba anh em ở đâu? Dạ lúc đó ở đây rồi bên chị Năm cho hay gì đó. Là con ra không kịp. Dạ, dạ. Ba anh em ra không kịp luôn ha. Dạ. Coi như là hiện tại bây giờ là ba anh em làm theo lời dặn của cha. Dạ. Là sống ở cái ngôi nhà mà lúc trước cha từng ở. Dạ. Rồi cứ như vậy rồi ba anh em nương tựa lẫn nhau mà sống cho qua ngày hay con nghe. Dạ. Khi mà mẹ con á có chồng mới như vậy đó, rồi mẹ con á có giống như là mở lời á là dẫn ba anh em đi theo người cha mới đó để mưu sinh không con? Dạ không. Mẹ không kêu luôn hả? Dạ. Coi như là bỏ mặt ba anh em mà không quan tâm luôn. Dạ. Em ơi, thật sự mà nói cái này chú rất là khó là tin luôn á. Tại vì một người mẹ có thể là bỏ chồng được, nhưng mà người mẹ ít khi nào mà có thể đành lòng mà bỏ con mình lắm. Cái đó, điều đó con nói có thật không? Dạ thật. Là mẹ đi là không có gọi về, ít có gọi lắm. Nhưng mà đi với ổng là không có kêu gì hết. Nhưng mà con cũng ở cạnh bên bà ngoại, là cha mẹ ruột của mẹ con. Rồi chẳng lẽ mẹ con bỏ luôn cha mẹ ruột mình sao? Không gửi tiền về cho nuôi cha mẹ ruột của mẹ con luôn hả? Là ông bà ngoại đó. Dạ không, để có mấy gì vậy? Chàng ơi chàng, thật sự mà nói chú cũng mới nghe con nói, chú cũng mới biết được người mẹ mà sao mà vô tâm dữ như con. Giống như là còn á nha, thì cái ước mơ lớn nhất của cha con là gì con có biết không? Cha con á có thường tâm sự về cái điều ước của cha con cho ba anh em nghe không? Không nói luôn hả con? Nhưng mà con có biết là ước mơ của cha con là điều gì không? Không biết luôn ha. Khi mà cái ngày mà không có cha nè, cũng chẳng có mẹ luôn đó, rồi những ngày tháng đó trải qua với ba anh em con á như thế nào, con có thể kể cho chú nè cùng với khán giả biết được về cái giống như là những cái khó khăn mà thường ngày ba anh em phải vượt qua không? Dạ, khó khăn là thường ngày là anh hai á, thì đi cắt cỏ cho bò ăn, còn em thì nó đi khỏi, con thì phải đi theo. Nhưng mà khó khăn lớn nhất là điều gì con? Kiếm gạo ăn hay là kiếm tiền cho em đi học hay là kiếm tiền mua đồ ăn anh? Dạ, khó nhất là kiếm tiền cho em đi học. Là những điều đó là khó nhất với con ha. Dạ. Có khi nào trong nhà không còn gạo không? Có bữa nào á mà trong nhà không còn gạo luôn không? Có. Rồi lúc đó con làm sao? Đi mượn để mà dùng qua ngày ha. Dạ. Rồi thường thường là con mượn bao lâu con trả cho người ta nè?
có 1-2 ngày là con kiếm tiền con trả cho người ta ha. Ngoài cái việc là bán rau nè, cắt cỏ nè, rồi ba anh em con còn làm được cái công việc gì để kiếm tiền nữa? Dạ nếu mà nước thì bắt ốc rồi. Bắt ốc nữa nè. Rồi bắt ốc như vậy rồi dễ không con? Cũng dễ ha. Là bắt ốc là kiếm được bao nhiêu ngày? Ngày kiếm được 70. 70 là tiền của ba anh em luôn hả? À bắt từ bao lâu tới bao lâu? Dạ, bắt từ 6 giờ mấy tối hả con? Là bắt tới 10 giờ tối là kiếm được 70-80 ngàn mà ba anh em nhập lại mới được. Chàng ơi, chàng cũng khó khăn quá ha. Ừ. Khi mà không có người lớn bên cạnh đó, rồi ba anh em á gửi mà giống như là ốm đau rồi đó rồi sao? Ông bà ngoại kế bên đó hả? Rồi nhờ ông bà ngoại hả? Nhưng hồi nãy chú nghe con nói là ông bà ngoại lớn tuổi rồi mà làm sao lo được cho ba anh em đây? Cả lúc bệnh đồ thì ngoại cũng lo, nhưng mà thường ngày thì từng ngày tự làm ha. Ví dụ như em nóng sốt nè rồi con làm gì? Xong ha. Là con biết cách xong cho em luôn hả? Là làm sao đâu, kể chú nghe coi. Ví dụ như em nóng nè rồi con làm sao để nấu cái nồi xong cho em đây? Xả nè với lá chanh. À. Rồi sao không chở em ra bác sĩ mà nấu nồi xong như vậy? Tại không có tiền. Chàng ơi chàng, là vượt qua cái bệnh ốm đau là như vậy đó hả con? Dạ. Nói chung mấy chú nghe con kể về cuộc sống á, thật sự mà nói cũng rất là thương cho con. Tuy rằng con đang gặp khó khăn như vậy đó mà con lại không lo cho con, mà con lại ước mơ là lo cho người anh với người em của con thôi. Ví dụ như con ước mơ cho anh con á là có tiền nè, rồi để mà học nghề đồ đó, rồi em con thì học trưởng thành đó. Rồi sao con không ước mơ nho nhỏ cho con thôi? Cái ước mơ nho nhỏ của con là gì, con kể cho chú với quý vị khán giả được biết coi. Ước mơ nho nhỏ hả? Ừ. Ai cũng có ước mơ mà, không lẽ con có ước mơ sao? Ước mơ của con thì cũng đi làm tóc. Ước mơ làm tóc hả? Dạ. Chàng ơi, coi như là con ước mơ là được đi học nghề tóc hả? Dạ. Sao con thích nghề đó gì vậy? Thấy người ta làm. Hàng gì chú để ý thấy con cũng biết giống như là trang điểm rồi nè. Dạ. Cho nên nhìn con cũng khá là ngộ gái luôn nè. Con gái ơi, khi mà không có cha và mẹ đó, rồi em con mỗi lúc buồn rồi con làm sao cho em con không buồn? Giống như là em con nhớ cha với nhớ mẹ đó, rồi lúc đó con làm sao cho em con đừng buồn đừng khóc nữa? Chơi nó. Có khi nào em con hỏi chị hai ơi, ủa chị ba ơi, cha đâu không? Em con lớn chưa? Em con cũng lớn rồi ha. Rồi có khi nào em con hỏi như vậy không? Rồi lúc đó con trả lời sao? Thầy cũng nói là cha mình mất rồi. Cha mình mất rồi nên... Rồi lúc đó là con chỉ nói vậy thôi. Rồi giống như là an ủi em mình thôi. Ừ. Rồi có khi nào mà con thấy anh con ngồi buồn không? Rồi lúc đó con làm sao cho anh con đừng buồn? À, anh con thì con mới chuyện với anh rồi cho anh hết buồn.
Nói chung thật sự mà nói, đối với ba anh em con á thì giống như là không có, giống như là chưa có lớn á, mà lại sống thiếu đi cái tình thương của người mẹ nè, cũng như là cái sự ấm áp của người cha á. Chắc chú nghĩ là vượt qua khó lắm hay con ha. Dạ. Thường thường thì mấy anh em con ăn cơm với gì, kể chú nghe coi. Thường thường thì nếu mà không có đồ ăn á, nếu không có tiền mua đồ ăn á, thì ăn cơm với cá kho. Cá kho là anh hai đi bắt. Là đi ra ruộng kiếm á ha. Dạ. Rồi gì nữa con? Còn nếu mà có tiền thì mua thịt ăn. Còn những lúc mà bắt cá không có rồi không có tiền rồi sao? Kho khô. Kho khô là sao con? Dạ, ăn kho khô với tấm dao. Là kho khô là như thế nào con kể cho chú nghe coi. Kho khô là nước mắm. Tại nước mắm là kho lên. À, kho khô quẹt đó ha, là dùng nước mắm rồi mình kho đại vậy đó ha. Rồi chấm dao ăn vậy đó ha. Thật sự mà nói rất là khó cho mấy anh em con mà có thể lo cho nó đủ cuộc sống á. Tại vì người lớn như chú đây nè, mấy chú đây nè, mà còn đi kiếm đồng tiền nó khó khăn nữa, chứ đừng nói tới mà ba anh em con. Rồi con ước mơ á, có được một người mà giúp đỡ cho con vượt qua cái khó khăn á, là lo cho anh con có tiền để chăn nuôi cũng như là đi học nghề đó. Rồi em con ăn học đó. Như vậy đó là tự nhiên con ngồi cũng suy nghĩ, con ước mơ ra hay sao? Hay là con nhìn vào người khác con bắt chước? Tự con ước mơ như vậy đó hả? Chàng ơi chàng, là con ước mơ như thế nào đâu, một lần nữa con nhắc lại cho chú với quý dân giả được biết coi. Ước mơ là cho anh hai cái tiền nuôi bò. Còn em thì cho Rồi ví dụ như người đó đến giúp cho con á, rồi con làm gì để trả ơn cho người ta? Lo cho người đó suốt đời luôn hả? Chàng ơi chàng, thiệt không cô nương? Hay là người ta lo xong rồi cô nương quên lời hứa? Chàng ơi chàng, là chấp nhận là lo cho người đó suốt đời luôn. Có thay lòng không? Ví dụ như người ta lỡ người ta già rồi sao? Bình thường hả con? Chàng ơi chàng, coi như là miễn là anh hai với em mình hoàn thành được cái ước mơ giống như là có cuộc sống tốt hơn là được rồi ha. Là con chấp nhận tất cả luôn. Chàng ơi thương con gái quá. Thôi như vậy đi con gái ơi. Bây giờ đó là con còn rau nhiều không? Dạ cũng còn 4 bó ha. Thôi bây giờ để chú mua tiếp con á, mấy chú mua tiếp con á, cho con được về nhà sớm bữa nha. Dạ. Rồi để chút nữa mấy chú sẽ gửi cho con á một ít tiền để con mua gạo về, rồi lo cho anh với em con nha. Dạ. Rồi thôi bây giờ thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin phép được kết thúc video. Và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý mình thân quân trong nhà ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.